Công xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã đến với video của anh Ba Công ngày hôm nay. Thì Công rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ Công trong thời gian qua, đặc biệt là các video về nghĩa vụ quân sự. Đây thật là một chủ đề mà khá là nhàm chán, nhưng mà Công truyền đạt lại những kinh nghiệm mà Công đã trải qua cho tất cả các bạn mà chưa đi. Thì hôm nay video này tiếp tục một chủ đề mà rất nhiều những thanh niên chưa đi nghĩa vụ quân sự sẽ thắc mắc, thậm chí là những người ở nhà cũng thắc mắc, đó là sau 3 tháng tân binh, những chiến sĩ mới sẽ được điều chuyển đi đâu và sẽ làm gì, nó có cực hay không. Khá nhiều người hỏi Công, cho nên Công làm luôn một cái video này để giải đáp thắc mắc của tất cả mọi người. Thông thường Công chỉ nói là những trường hợp mà thông thường, tức là những trường hợp đa số thôi nha các bạn. Sau khi hết 3 tháng tân binh thì sẽ có hai con đường cho chiến sĩ mới. Thứ nhất là đi học và sẽ học lên hạ sĩ quan đó các bạn. Khi mà nhập ngũ thì là binh nhì, sau khi đi học sẽ là hạ sĩ, trung sĩ, một con số cực kỳ hiếm sẽ là thượng sĩ. Mà Công nói là Công nghe nói thôi nha các bạn, là bây giờ cũng không có ai học ra thượng sĩ nữa, cao nhất là trung sĩ thôi. Thì đi học này là đi học cái gì? Đi học về các chuyên ngành. Nếu mà đi học bộ binh sẽ gọi là tiểu đội trưởng, đi học về cái gọi súng to như 12, 7 hay là pháo 100, hoặc cái gọi súng to khác thì gọi là khẩu đội trưởng. Đi học về y tá để chăm sóc bộ đội thì gọi là quân y, và một số ngành khác nữa. Nhưng mà thường thì người ta gọi là hạ sĩ quan tiểu đội trưởng hoặc là hạ sĩ quan khẩu đội trưởng, tại ngành khác thì nó tương đối là ít người. Đi học này thì trong 6 tháng sau khi học xong, gần như 100% sẽ về các đơn vị cũ, tức là các đơn vị mà mình nhập ngũ đó các bạn. Về đơn vị đó để sắp xếp về các tiểu đội thực binh hoặc tân binh, tùy theo sắp xếp của đơn vị. Sẽ có một số rất ít bị giữ lại hoặc là bị điều chuyển theo lệnh của quân đoàn hoặc quân khu. Tại vì cái trường học là thuộc quân đoàn hoặc quân khu, cho nên nếu mà có lệnh từ phía trên thì họ phải chuyển những cái người hạ sĩ quan đó tới cái đơn vị được chỉ định. Sau khi đi học về thì nhiệm vụ chủ yếu là quản lý những người tân binh hoặc là thực binh, cho nên sau khi đi học thì nhiệm vụ của người tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng nó tương đối nhẹ nhàng hơn nhiều so với tân binh hoặc các bạn không đi học. Cho nên con đường này cũng là một con đường mà khá nhiều người chọn. Và con đường thứ hai mà sau khi kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới, đó là được đơn vị sắp xếp về các đơn vị thực binh. Các đơn vị thực binh là sao? Nó có nhiều loại, thí dụ như các bạn nhập ngũ vào bộ binh thì bộ binh nó ngoài bộ binh ra, rồi bộ binh là tên gọi chung đó các bạn, thì ngoài bộ binh ra thì các đơn vị còn có vệ binh, công binh, báo vụ, cối, pháo hoặc là bếp. Tương tự như vậy ở bên các đơn vị hải quân hay là không quân gì, nó cũng sẽ có một các đơn vị khác, cái tên hải quân không quân nó chỉ là cái tên gọi chung. Thì ở dưới nó sẽ có một số đơn vị khác mà chúng ta sẽ được phân công sau khi huấn luyện chiến sĩ mới đó các bạn. Thì các đơn vị này, các đơn vị thực binh này là các đơn vị cấp dưới của nơi mà chúng ta nhập ngũ. Thí dụ chúng ta nhập ngũ sư đoàn 5 thì các đơn vị thực binh này đều thuộc sư đoàn 5, trừ khi có chỉ thị của cấp trên, tức là cấp cao hơn sư đoàn trưởng, thì các bạn mới bị điều chuyển về các đơn vị khác ngoài sư đoàn 5. Nhưng mà trường hợp này rất là hiếm, hầu như là chúng ta không có gặp cái trường hợp này đâu. Chúng ta nhập ngũ ở đâu thì sẽ được phân công trong đơn vị đó, chứ không có phục vụ ở bên ngoài đâu các bạn. Thì đối với đa số chúng ta sẽ đi bộ binh, thì đã gọi bộ binh thì cực nhất chính là những người về bộ binh. Còn các đơn vị như pháo binh, công binh hoặc là vệ binh, cối đồ thì các đơn vị khác ngoài bộ binh thì nó tương đối là nhẹ nhàng hơn, ít công việc hơn, ít công tác hơn và có nhiều thời gian rảnh hơn. Thì cái đó bộ đội rất là thích. Nhưng mà đối với anh em bộ binh thì tuy là nhiều công việc nhưng mà cũng có nhiều hoạt động vui chơi gắn kết. Nói chung là không có buồn, đi bộ đội không có thời gian để buồn đâu các bạn. Thì ở trong các đơn vị trực thuộc bộ binh thì có nhiều thời gian nhất đó chính là vệ binh. Mỗi ngày dường như chỉ gác 3 hoặc 6 tiếng, còn những thời gian còn lại thì không có công việc khác để làm. Nên có khá nhiều thời gian rảnh. Bởi vì thế cho nên hầu như rất là nhiều người khi đi bộ đội đã tìm cách để có thể được biên chế về các đơn vị vệ binh trung đoàn, vệ binh sư đoàn hoặc vệ binh thành phố các kiểu.
Ở đây con nói là họ tìm cách, nhưng mà thực tế là tìm cách nào thì con không có biết nha các bạn. Các bạn tự suy nghĩ hoặc đi tìm những người làm vệ binh để hỏi nha các bạn. Con không có hướng dẫn gì trong vấn đề này cả. Và thật ra vẫn còn có một trường hợp khác là chúng ta không được biên chế ở trong đơn vị mà chúng ta nhập ngũ. Bởi lý do tại sao? Bởi vì khi các đơn vị, có một số đơn vị họ không có cơ sở vật chất để họ huấn luyện tân binh, nên họ sẽ gửi các đơn vị huấn luyện tân binh để huấn luyện dùm, sau đó sẽ lấy những bộ đội đã xong chiến sĩ mới. Thì con ví dụ như trung đoàn Gia Định năm nào cũng huấn luyện tân binh nhiều hơn cái số mà trung đoàn cần. Thì tại sao? Tại vì tiểu đoàn D31 cũng trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh, nó sẽ sau khi huấn luyện chiến sĩ mới sẽ tới lấy một số chiến sĩ mới của trung đoàn Gia Định để về phục vụ cho tiểu đoàn D31. Ở bộ tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ lấy một số chiến sĩ mới ở trung đoàn Gia Định. Đó là công ví dụ. Hoặc là công nghe nói nha, trung đoàn Đồng Nai có huấn luyện chiến sĩ mới cho nữ đoàn công binh 25. Là ví dụ như vậy, tại vì bên nữ đoàn không có cơ sở vật chất để huấn luyện tân binh, cho nên họ gửi qua một đơn vị khác cùng thuộc thành phố, cùng thuộc tỉnh để huấn luyện cho chúng ta. Đã, xin lỗi, để huấn luyện cho họ. Ngoài ra có một số bộ đội có thể về các đơn vị như tòa án, công ty trực thuộc quân khu hoặc là các công ty trực thuộc quân đoàn. Các đơn vị này khá nhàn, chủ yếu là về đó để làm vệ binh hoặc là chân sai vặt cho các đồng chí lãnh đạo. Thì những nơi đây chỉ cần có ba bốn bộ đội, số lượng không nhiều, cho nên những người có thể về những nơi đó là cực kỳ may mắn và thật sự là ước mơ của biết bao nhiêu đời bộ đội. Thì những nội dung mà công chừa trình bày đó, tất cả những kinh nghiệm mà công đã biết, hy vọng có thể giải đáp phần nào thắc mắc của các bạn. Các bạn không cần chú ý hai cái nội dung sau, chủ yếu là đi bộ đội, chỉ có chọn lựa giữa đi học tiểu đội trưởng hoặc không học tiểu đội trưởng để về các đơn vị thực binh mà thôi. Còn hai nội dung sau là số lượng mà đi ra khỏi đơn vị với lại đi về các công ty trực thuộc quân khu quân đoàn, nó rất là hiếm, khó mà tới được mình được, mình khó có cái may mắn đó lắm các bạn. May mắn đó nhiều khi gia đình phải đánh đổi một số thứ để có được, nên đừng có suy nghĩ tới. Tiện đây con cũng khuyên các bạn coi video này nên đi học tiểu đội trưởng thay vì không đi học. Tại vì sao? Các bạn chỉ khó khăn thêm khoảng 6 tháng, giống như là 3 tháng đương binh vậy các bạn. Nhưng các bạn có thể biết thêm rất là nhiều điều, học nhiều thứ, đặc biệt là có thể bắn thêm rất là nhiều đạn, và sau đó về đơn vị cũ các bạn lại an nhàn hơn. Các bạn công tác chủ yếu chỉ là quản lý các bạn cấp dưới của mình, chứ không có làm quá là nhiều thứ. Sau này xuất ngũ về địa phương thì những người tiểu đội trưởng đăng ký dự bị thì lãnh tiền trách nhiệm cũng cao hơn những người khác. Nói chung là các bạn học tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng có rất là nhiều lợi ích, và đặc biệt là quy định bây giờ các bạn có đi học hay không các bạn cũng chỉ đi 2 năm, chứ không giống như ngày xưa. Ngày xưa công đi á, là nếu mà không đi học tiểu đội trưởng chỉ đi 18 tháng, còn đi học tiểu đội trưởng phải đi 2 năm, nên hầu như là người ta tránh né chuyện đi học tiểu đội trưởng để khỏi phải kéo dài thời gian đi bộ đội. Còn bây giờ các bạn có đi học các bạn cũng chỉ đi 2 năm, tiện hơn rất nhiều, nhưng mà các bạn có tới hơn 1 năm nhàn nhã. Đó là một ưu thế rất là tốt đối với những người đi học tiểu đội trưởng. Và lưu ý là đảng viên sẽ được ưu tiên trong việc đi học tiểu đội trưởng nha các bạn. Và nếu các bạn không phải là đảng viên nhưng các bạn chấp hành tốt quy định của đơn vị thì các bạn cũng sẽ được ưu tiên. Nếu mà có bằng đại học cao đẳng thì vực cũng là một cái sự ưu tiên cho cái việc đi học. Thì mong là các bạn coi video này, các bạn sẽ suy nghĩ kỹ đối với việc đi học tiểu đội trưởng. Thì video của Công đến đây là hết. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Công. Hãy bấm đăng ký và theo dõi cái video mới nhất từ kênh Anh Ba Công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.